Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng tất cả quý vị đại biểu có mặt hôm nay. Cũng tại mảnh đất này, ngày 16 tháng 6 năm 2023, tất cả các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã về đây dự lễ khởi công xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 3 tại thôn La Huân, xã Điện Thọ. Thay mặt cho ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 3, tôi đã hứa với các đồng chí lãnh đạo và hương linh đồng đội cố gắng hoàn thành nhà cho các đồng chí liệt sĩ sớm nhất để các anh có nơi đi, nơi về, không còn cảnh lang thang, không biết đi đâu, về đâu nữa. Trải qua 4 tháng thi công, đến hôm nay chúng ta đã hoàn thành công trình, được sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Phan Minh Dũng, Bí thư Thị ủy Điện Bàn cùng tất cả các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp đã về đây tổ chức lễ an vị cầu siêu cho liệt sĩ. Đây là một việc làm hết sức nhân văn, ấm áp tình người. Tôi không biết nói gì hơn, xin ngàn lần cảm ơn đến tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ cầu siêu hôm nay. Xin trân trọng.